Xin chào các bạn, lại là tôi, Đăng Tàu Whisky. Nhắc tới Hibiki thì chắc chắn rằng những dân whisky đều đã một lần nghe thấy hoặc được trực tiếp thưởng thức. Có thể là bạn được biếu, bạn đi mua hay bạn vô tình được uống tại các buổi nhậu tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn có thực sự hiểu về Hibiki? Hãy xem video này và tôi sẽ chỉ cho bạn những thông tin mà bạn cần biết về hãng rượu Nhật huyền thoại này. Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Hãy bắt đầu với những thông tin cơ bản của Hibiki. Hibiki là một trong ba nhà máy rượu chính của tập đoàn Suntory, bao gồm Hibiki, Yamazaki và Hakusu. Hibiki thì được thành lập vào năm 1989 nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập tập đoàn Suntory. Tuy nhiên, khác với Yamazaki và Hakusu là single malt whisky thì rượu Hibiki lại là rượu blended, rượu pha trộn. Tại Hibiki thì họ đã nâng tầm cái nghệ thuật pha trộn lên một tầm cao vô cùng mới. Đặc biệt là vào thời kỳ đó, chúng ta có master blender đầu tiên của Hibiki là Keizo Sachi. Và ông đã tìm ra được công thức bí mật sau khi nếm thử 1 triệu thùng rượu tại Suntory. Nếm thử 1 triệu thùng rượu tại Suntory. Kết quả là Hibiki ra đời với sự pha trộn của 30 loại lúa mạch và ngũ cốc khác nhau, tạo ra một loại rượu whisky mà vô cùng phù hợp với khẩu vị người châu Á. Bảo sao Hibiki lại bán chạy được như vậy. Đó là một số thông tin cơ bản mà chúng ta cần biết về hãng rượu Hibiki. Và bây giờ thì hãy đi vào thực tế, đi vào những chai rượu mà bán chạy và những chai rượu mà bạn hay gặp ở trên thị trường. Chai rượu đầu tiên đó chính là Hibiki Harmony. Hibiki Harmony là một dòng rượu không tuổi và được xem như là entry level của Hibiki. Tức là với số tiền 3,2 triệu là số tiền ít nhất bạn phải bỏ ra nếu muốn trải nghiệm Hibiki. Dòng rượu này thì được bán khá phổ biến và mọi người thường thích Hibiki Harmony bởi vì nó rất là dễ uống. Chai rượu này hiện đang có mặt tại Đăng Tàu Whisky và nếu bạn muốn mua chai rượu này thì hãy liên hệ với chúng tôi, thông tin ở đây. Một điểm mà chúng ta thường để ý tại Hibiki đó chính là tất cả các chai rượu Hibiki thì hầu hết là toàn giống nhau, đều có một kiểu dáng nhất định. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ vào chai rượu Hibiki, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 24 cái vạch như thế này. 24 vạch này chạy quanh chai rượu. 24 cái vạch này tượng trưng cho 24 tháng trong năm âm lịch của người Nhật Bản. Rất ý nghĩa. Trên dòng Hibiki Harmony thì chúng ta có dòng Hibiki 12 năm và Hibiki 17 năm. Nhưng rất tiếc là hãng Hibiki đã ngưng sản xuất hai dòng này. Và chúng ta chỉ còn là Hibiki 21 năm phiên bản Limited và Hibiki 21 năm phiên bản thường bán cho thị trường nội địa tại Nhật. Bản Limited thì chỉ được bán tại sân bay. Hibiki 21 này thì nếu mà để nói tóm gọn bằng câu để mô tả chúng thì chỉ có một từ ngon. Nó ngon tới mức được chấm 96 điểm trên Whisky Bible và đã vô địch được huy chương vàng 8 lần tại giải ISC. Nói thế thì bạn đủ hiểu được rằng Hibiki 21 nó ngon tới nhường nào. Ở bản Hibiki 21 Limited thì nó còn có tên gọi khác, đó chính là Kacho Fugetsu. Hibiki 21 này thì cũng là một sự buồn bởi vì là đây là một chai rượu bị fake nhiều nhất ở Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn một vài tiêu chí để check xem chai rượu Hibiki 21 của bạn là xịn hay dỏm. Người ta thường nói rằng chúng ta nên check một cái chai, check những thông tin trên chai. Nhưng mà theo tôi, cái điều này không giúp ích lắm bởi vì đa số rượu Hibiki giả ở Việt Nam hoặc là trên thế giới họ đều xuất phát từ việc mua lại những chai Hibiki thật mà người ta đã uống rồi sau đó đổ loại rượu khác vào và đóng chai. Nếu bạn muốn check chai thì đây là một số chi tiết bạn có thể để ý. Thứ nhất, hãy để ý ở phần đít chai sẽ có dòng chữ Suntory Japan. Dòng chữ này khi mà sờ thì phải cảm nhận được nó nổi bởi vì nó được đúc khuôn. Những chai rượu giả thì họ không có khuôn, đúng như vậy và họ sẽ không làm được như hãng. Một điểm thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng đèn UV.
để check cốt ở trên chai rượu. Thường là những cái vỏ chai rượu thật thì nó sẽ có một cái phần cốt ở đây, khi chiếu đèn UV vào nó mới hiện, mắt thường bình thường sẽ không nhìn thấy được. Tuy nhiên với tôi thì hai cái yếu tố đấy cũng không để làm gì, vì như bạn đã biết thì là đa phần là vỏ thì thật nhưng mà bên trong là giả. Vậy nên cái mà khó làm giả nhất đó chính là phần seal của chai rượu. Vậy nên hãy check phần seal khi kiểm tra chai Hibiki. Hãy để ý phần seal. Seal của Hibiki là seal hình dạng tia chớp. Tia chớp tức là nó không phải là một đường thẳng và có những cái chấm. Tôi sẽ cho bạn hình ảnh minh họa ở đây. Seal của Hibiki sẽ có đứt đoạn. Và seal của Hibiki sẽ không bao giờ bao trùm tới đoạn đáy của phần nhãn này, mà nó sẽ chỉ thừa lại một đoạn một tí. Và đặc biệt một điểm mà fake không làm được đó chính là ở ngay dưới chữ E này, trong từ blended, ngay dưới chữ E này nó sẽ có một cái vạch siêu thẳng. Vạch siêu thẳng này là hàng chính hãng, hàng giả không có vạch siêu này, bởi vì rất khó để làm. Và một điểm cuối cùng chúng ta chú ý đó chính là cái chữ Hibiki. Chữ Hibiki in màu vàng thẳng, không chữ chuẩn, thì đó là một chai rượu xịn. Trông cái siêu có vẻ rất đơn giản, mọi người nghĩ là ai cũng thể làm lại cái siêu. Tuy nhiên có những cái chi tiết mà những người làm giả họ không thể làm được. Tuy nhiên cái công việc như vậy quá phức tạp thì bạn có một giải pháp tốt hơn, đó chính là đến với Đăng Tàu Whisky để mua chai rượu này. Chai rượu Hibiki 21 thường rời có giá là 16 triệu, còn Hibiki 21 Limited là 19 triệu. Một điểm đặc biệt về Hibiki đó chính là ngoài hai chai Hibiki phổ biến ở đây ra thì Hibiki 21 cũng có một phiên bản đặc biệt, đó chính là Hibiki 21 gốm sứ. Tôi có một chai ở đây, đó chính là chai Hibiki 21 khổng tước in hình chim công. Đây là một chai rượu vô cùng giới hạn, và thực sự là nếu mà ai đã sưu tầm Hibiki thì bắt buộc phải có những chai sứ này. Những chai sứ này được đánh giá rất cao trong giới sưu tầm, và chai rượu khổng tước này hiện tại có giá là 180 triệu tại Đăng Tàu Whisky. Nếu Hibiki 21 chưa đủ để làm bạn thỏa mãn thì tôi nghĩ rằng Hibiki 30 sẽ làm được điều đó. Xã hội Nhật Bản thời xưa thì họ có một cái văn hóa là mỗi khi lên chức hoặc là đạt một cái địa vị xã hội khác thì họ sẽ không uống những loại rượu trước đấy nữa, mà họ sẽ uống những loại rượu cao cấp hơn. Tôi nghĩ ở Việt Nam cũng vậy, và Hibiki 30 này chỉ dành cho những người VIP nhất ở Việt Nam uống. Trong chai Hibiki 30 này là hỗn hợp rượu đến từ nhà máy Yamazaki và Hakusu. Và các loại thùng được sử dụng để ủ chai rượu này đến từ thùng bourbon, thùng sherry và thùng Mizunara Oak. Và đặc biệt hơn là thùng Umeshu. Umeshu là một loại rượu mơ của Nhật. Và tại sao lại ủ thùng Umeshu như vậy? Ủ thùng Umeshu như vậy thì sẽ giúp cho Hibiki đạt được một cái độ ngọt của mơ mà uống rất là ngon. Nhắc tới đây thôi, nước miếng tôi đã tuôn trào rồi. Một điểm chú ý nữa về Hibiki này thì chúng ta để ý cái phần số series. Số series này thì nó bắt đầu, số series của chai này là 88405. Số series này sẽ nói cho ta biết được rằng chai rượu này được ủ vào thời nào. Ví dụ những chai thời đầu thì sẽ có số rất là bé, như là số 1, số 2, số 3. Như chai này của tôi là số 8, thì tức là chai rượu này mới được đóng chai khoảng tầm 3 năm trở lại đây. Và chúng ta đã biết rằng những cái chai rượu mà càng ủ đời trước thì chắc chắn là uống sẽ càng ngon hơn thời nay. Và cuối cùng, nấc thang cao nhất của hệ Hibiki đó chính là cặp đôi Hibiki 35 Arita và Kutani mà tôi đã có dịp review ở các vlog trước. Hai sản phẩm này thuộc bộ sưu tập gồm 5 chai. Đây là Arita, Kutani, và chúng ta có 3 chai nữa, đó chính là Sakaida, Tokuda và Imaizumi. Đây quả thực là một giấc mơ cuối cùng với những người sưu tầm Hibiki, bởi vì nó là chai rượu Hibiki cổ nhất trên thế giới và cũng là chai rượu Hibiki đắt nhất trên thế giới. Giới hạn chỉ duy nhất 150 chai, và chắc chắn rằng nếu bạn bày chai rượu này trong tủ rượu nhà bạn thì khách đến nhà chỉ có thể thốt lên wow. Đó là một số chai Hibiki mà tôi thấy là phổ biến ở Việt Nam. Và tôi mong rằng qua video này thì bạn sẽ có một cái nhìn rõ hơn về hãng rượu Hibiki và sẽ có câu chuyện để nói với các bạn bè của bạn trên bàn nhậu. Nếu bạn thích content trên này thì hãy nhấn like,
và subscribe kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.